Hồ Chí Minh là một trong những lãnh tụ tiêu biểu nhất trên thế giới, có cuộc sống cần kiệm, liêm chính, chí công phu tư. Những đặc tính cao đẹp của con người chân chính như một lẽ tự nhiên. Trời có bốn mùa, xuân hạ thu đông. Đất có bốn phương, đông tây, nam bắc. Người có bốn đức, cần kiệm, liêm chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người. Đó cũng chính là những nội dung giá trị cốt lõi của đạo đức mới, đạo đức cách mạng được người đúc kết và thực hành. Giá trị đạo đức truyền thống và đạo đức cách mạng được hội tụ, giao thoa và cộng hưởng trong nhân cách của người, trở thành khuôn mẫu lý tưởng cho đạo đức xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cuộc đời của người là sự trọn vẹn của các giá trị chân thiện mỹ, không bị tha hóa. Học Bác học từ những điều giản dị nhất đều quý giá. Đó là khi mỗi người đều tìm được lẽ sống của mình, dù ở bất cứ ngành nghề nào, vị trí nào, dù là ở nông thôn hay thành thị. Mình cứ hết mình về cái tâm của mình. Và từ cái tâm đó thì nó sẽ mở ra được rất là nhiều cái. Và mình cảm thấy rằng là những cái công việc mà học theo lời Bác đó sẽ ý nghĩa cho từ bản thân của mình và cho cả địa phương của mình. Đoàn viên thanh niên thì để cho khi mà mình đã làm theo Bác thì mình sản xuất nông nghiệp. Thì mình về sản xuất nông nghiệp thì mình suy nghĩ là mình phải sản xuất ra một cái gì nó đúng nghĩa, nó sạch cho người sử dụng và người tiêu dùng. Nên thế là mình đã chọn một cái hướng đi mới là mình sản xuất cà phê hữu cơ sang rang xoay đóng gói để cho đảm bảo sức khỏe người lao động và người tiêu dùng. Bước đầu thì chưa được bà con công nhận, nhưng mà khi này mình làm dần thì vui là các khách hàng đã tin tưởng vào cái sử dụng cái cà phê của mình và còn tới hỏi là cách làm như thế, làm phân như thế nào cho hiệu quả mà giảm chi phí đầu vào mà nâng cao được cái giá trị hạt cà phê khi bán ra. Đó là khi học theo Bác, lấy động lực và mục đích của việc học tập tu dưỡng là học để làm việc, làm người, làm cán bộ, để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự tổ quốc và nhân loại, luôn đem trí tuệ của mình phục vụ cách mạng. Cái tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, đó là làm sao để cho nhân dân có cơm ăn, có áo mặc và được học hành. Và Bác là một cái tấm gương tự học, học tập suốt đời. Cho nên chúng tôi thực hiện cái học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì khuyến khích cái phong trào học tập và trong toàn phường. Và hiện nay là có cái gắn với xây dựng các cái mô hình học tập, công dân học tập, gia đình học tập, rồi cộng đồng học tập và khu dân cư và cộng đồng phường xã học tập. Đó, thì chúng tôi cũng gắn kết những cái này lại để làm sao cái tinh thần đó là nâng cao dân trí, để nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Trong hai cấu phần được xác định là nền tảng tư tưởng của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. Khẳng định này vừa là sự tổng kết từ những bài học thực tiễn, vừa là sự định hướng cho đất nước trên con đường quá độ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Và năm tháng dù có qua đi, dù cho nước chảy đá mòn, thì mãi có một điều luôn bất biến. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác kính yêu, vị cha già của dân tộc, vẫn luôn và mãi ở trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Đối với mỗi người dân đất Việt thì hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn là hình ảnh của một vị lãnh tụ vĩ đại, luôn luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân của Việt Nam. Hình ảnh của Bác là đại diện và tượng trưng cho ước mơ, khát vọng, hoài bão về độc lập, về tự do của dân tộc Việt Nam và cả nhân loại. Đúng như lời của Chủ tịch Hội đồng Hòa bình Thế giới Chandra Hamed cho rằng, ở đâu có chiến đấu, có đấu tranh cho công lý, cho tự do, cho hòa bình thì ở đó có Hồ Chí Minh. Và ngọn cờ tư tưởng của Hồ Chí Minh
luôn luôn bạch cảm.